lộn rồi. Mốt ba quả đề ba muốn chôn thiêu, ba muốn sao? Hả? Thiêu rồi bỏ trong hũ hay bỏ dưới biển? Bỏ cái hũ rồi lấy về cho con muốn trồng cây gì đó, trồng cây đó. Ok, trồng cái cây muốn có trái ra cho cái đứa nó ăn. Và ai muốn thương ba thì chiếc cái cây đó đem về trồng thôi. Có lý vậy? Ba tính là ba nói chuyện đó. Ủa, ba nói với ai? Ba nói với Dũng Tiến, với nói với mấy cô rồi. Rồi ba muốn cây đó ở nhà nào? Cây thì ai muốn trồng cây gì thì rồi trong cái hũ đó múc ra một muỗng hai muỗng gì thì trồng thôi. Ok, ai cũng trồng được hết, chia ra ai muốn thương ba người thì trồng thôi. Rồi ba có muốn cái gì vậy Nam không? Thì có muốn cái cho nào vậy Nam không? Thôi ở đây với mấy tụi con ở đây thôi.